keep going to make ourselves perfect, to seek for the value of love as well as the belief in the victory of goodwill and humanity in life. Now, let's enjoy our performance. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Dựa trên nội dung vở ballet Hồ Thiên Nga do Tchaikovsky sáng tác, đến dự cuộc thi Festival Tiếng Anh thành phố Hà Nội hôm nay, học sinh trường Nguyễn Bình Khiêm, Cầu Giấy chúng con xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn vở kịch múa Hồ Thiên Nga với lời nhắn gửi: hãy luôn giữ trong trái tim mình những khát vọng đẹp đẽ. Hãy nỗ lực hoàn thiện bản thân trên con đường tìm đến những giá trị về tình yêu, về cuộc sống trong niềm tin và chiến thắng của cái thiện, của lòng nhân ái. Sau đây, vở kịch xin được bắt đầu. Once upon a time, there was a princess who was living happily with her parents and the prince she loved. One day, in the hall, when she was standing on the balcony, an evil magician appeared.
cả nhà. Shocked.